ơn thầy Châu chủ tọa đoàn, cảm ơn các thầy Liệu đã có một trải nghiệm rất hay về vấn đề nội khoa của cái nên nội khoa của bệnh nhược cơ. Thì qua phần trình bày các thầy các bạn trong hội trường thấy rằng là cái bệnh này nó không hẳn là của chuyên khoa nào rõ ràng cả, nó rơi vào rất nhiều chuyên khoa, ví dụ như là hô hấp có, về phần lớn bệnh nhân lại có khó thở, thế rồi mắt cũng có, rồi thần kinh có, nhiều chuyên khoa. Và chính vì vậy nhiều chuyên khoa như vậy cho nên là cũng chưa được sự quan tâm đúng mực của nói chung hệ thống y tế của chúng ta nói chung. Cái thứ hai ấy, là cái hiểu biết về nó, vì nó bệnh nó cũng là bệnh miễn dịch, nghe thầy Liệu nói đủ cách chẩn đoán rồi đủ cách điều trị nó khó quá, cho nên là nó chả có cách gì đặc hiệu hoàn toàn, cho nên là cũng chúng ta cũng ít để ý đến nó. Và chính vì vậy cho nên có nên dẫn đến những cái nhận định nó cũng không được hợp lý, ví dụ như là mổ chỗ tôi mốt tốt hơn mổ chỗ anh, đi chữa thuốc này tốt hơn thuốc kia, vân vân. Tóm lại cái này mới là tốt chứ chữa cái kia, rất nhiều cái vấn đề cho nên đặt ra hàng ngày vì chúng ta chưa hiểu biết rõ về nó, cũng như đưa ra những cái nhận định nó không chính xác, và cái đấy dẫn đến những cái hiểu những cái quan niệm không được đúng về cái bệnh này, đúng không ạ? Hay với điều kiện chúng ta bây giờ nên quan tâm những cái bệnh nó tương đối là nó phức tạp như thế này. Và với cái đề xuất của ban chấp hành hội thì thầy Châu, trực tiếp thầy Châu đã đề xuất chúng tôi chuẩn bị cái bài báo cho nó có thể Liệu nói về cái chẩn đoán và cái cơ chế bệnh sinh các thứ đấy và điều trị nội khoa. Còn tôi thì nói về các cái vai trò của phẫu thuật đến đâu trong cái vấn đề điều trị bệnh nhược cơ này. Nó thấy rằng là trên qua phần trình bày thầy Liệu thấy rằng cái khái niệm nhược cơ chúng ta biết rồi, phải không ạ? Bệnh tự miễn, suy chức năng vận động của các cơ vân, đặc biệt là tập trung vào mắt, mặt và các cái hệ thống nuốt, rồi ở tay chân, ở cơ hấp. Tần suất chung ấy, của các cái nghiên cứu trên thế giới nó rơi vào tầm, tùy theo nghiên cứu, nó rơi vào tầm từ 50 đến 200 bệnh nhân trên 1 triệu dân. Tức 1 triệu dân có 50 đến 200 bệnh nhân. Thì chúng ta cứ tính dân số chúng ta bao nhiêu thì ra quãng quãng người như thế, nhược cơ thế giới tổng kết. Và sinh bệnh học thì phần thầy Liệu nó rất rõ, chúng ta chỉ nhìn cái sơ đồ thì chỉ sơ đồ hóa thôi. Tức là cái acetylcholine nó có vai trò quan trọng tác động vào cái synapse thần kinh, làm dẫn truyền cái dư lượng thần kinh vào làm cho cơ nó co được, nó hoạt động được. Thế trong nhược cơ thì có một cái loại kháng thể gọi là kháng thể tự thân có thể sinh ra, nó cản trở cái nó tranh chấp, nó cản trở các cái acetylcholine để mà truyền qua cái để mà tác động lên các cái thụ thể mà làm cho co cơ, chính vì vậy cho nên nó làm cho không vận động được. Nôm na chúng ta cũng có thể hiểu như vậy. Thế thì về mặt tổng kết, các cái tài liệu trên thế giới thấy rằng là khoảng 60-70% các cái trường hợp nhược cơ, tài liệu nó có tuyến nước to lên, trong đó có khoảng 10-15% thì có u tuyến nước kèm theo. Trong đó thì đa phần là u lành tính và một phần là u ác tính. Cái bệnh có thể xuất hiện rất đột ngột, không có báo trước gì cả. Và nói chung bẩm sinh chúng ta có nhưng mà hiếm. Nữ giới hay gặp hơn nam giới, cái tuổi thì thường là dưới 40 tuổi và nữ hay gặp ở nữ, và nam giới thì thường ngoài 60 tuổi và ít gặp ở trẻ em. Đấy là những cái thống kê mà thấy rằng là nó dao động ở khoảng đó, đúng không ạ? Về cái chẩn đoán chúng ta, thầy Liệu nói rất kỹ, tôi chỉ sơ đồ hóa thôi. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân đấy thì chúng ta đưa đến có hai cái chẩn đoán. Thứ nhất chúng ta xác định nhược cơ hay không. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá cái tuyến nước như thế nào. Đó là trong cái chẩn đoán bệnh nhược cơ như vậy. Thế thì chẩn đoán xác định bệnh nhược cơ thì về đầy đủ ra thì chúng ta thấy rằng là có những cái chẩn đoán rất quan trọng, đó là phải làm được cái kháng thể kháng acetylcholine, đúng không? Thứ hai là đạm điện cơ, thứ ba là một số các cái test trong phần thể liệu nói đấy, neostigmine hoặc là postigmine test hoặc iStat, vân vân, để làm cái chẩn đoán là chính xác. Và cuối cùng nữa là chúng ta đánh giá được cái chức năng hô hấp, nếu bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, đấy là những cái quan trọng để giúp phần chẩn đoán xác định có nhược cơ không nhược cơ, ngoài ra còn một số cái biện pháp khác nữa. Thế thì tôi cũng nói luôn ở Việt Nam chúng ta cho đến bây giờ ấy, chúng ta mới có làm được cái test điện cơ thôi và cái test prostigmine thôi, chứ còn những cái đo chức năng hô hấp chỉ còn cái quan trọng nhất để là xác định cái kháng thể kháng acetylcholine chúng ta chưa làm được ở hiện tại. Không biết là chỗ thầy Châu có sắp làm không, chứ hiện tại chúng tôi biết là chưa làm được. Thế thì về đánh giá, thứ hai đánh giá tuyến nức thì có ba cái đánh giá, và chúng ta xem có u tuyến nức hay không có u tuyến nức, thứ hai tuyến nức có bị phì đại hay không, và thứ ba là tuyến nước bình thường hay không. Đấy là tất cả những cái đó. Thì làm sao đánh giá thì chúng ta có chụp CT ngực, có tiêm thuốc là tốt nhất, hoặc là chụp MRI ngực, thì có tiêm thuốc cận quang tĩnh mạch đấy, và hoặc có chụp MRI ngực. Thế thì với hai cái chụp này chúng ta đầy đủ các cái phương tiện để đánh giá xem là tuyến nước nó rơi vào cái nhóm nào trong cái này. Thế dựa trên hai cái chẩn đoán xác định và cái đánh giá tuyến nước này, chúng ta mới đưa ra được các giải pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân được. Đó là cái quy trình chẩn đoán của cái
Về mặt điều trị bệnh nhược cơ thì thấy rằng là điều chứng triệu chứng nó đang được trung chính thầy liệu nói đúng vậy đấy, trong đó có mestinol là kháng thể đối kháng enzyme cholinesterase thì đang được sử dụng phổ biến. Thế rồi có điều hòa miễn dịch, đúng không ạ? Thế rồi là ức chế miễn dịch, rồi lọc máu, lọc huyết tương hoặc là thuốc ức chế miễn dịch đường tĩnh mạch, đúng không? Thế thì trong cái lọc huyết tương này ấy, thì chúng tôi thường xuyên làm vì bệnh nhân chúng tôi mổ nhiều. Thế thì trước mổ cũng phải, có khi phải lọc, rồi ngay sau mổ có khi phải lọc, và thậm chí là bệnh nhân mổ ra viện rồi cứ trung bình 3 đến 4 tháng lại quay lại khoa nằm một lần để lọc huyết tương, trong vòng 2 tuần ổn lại về nhà 4 5 tháng sau lại quay lại lọc huyết tương, ví dụ thế. Thế đấy những cái chúng ta làm, và quả thực là đối với trường hợp nặng siêu hấp cấp, cơn rối loạn cấp tính thì cái lọc huyết tương nó cực kỳ hiệu quả để điều trị những cái đó. Thế rồi một số tác giả nói về vấn đề xạ trị. Nếu nhược cơ mà có u tuyến đức, đặc biệt là ung thư tuyến đức mà không khả năng phẫu thuật được thì xạ trị cũng có vai trò nhất định trong điều trị cái u đó, đồng thời cũng là giảm được cái triệu chứng, phần nào triệu chứng của nhược cơ đi. Phần tập trung nhớ nhất, phần hôm nay chúng tôi muốn nói đến là cái điều trị ngoại khoa. Thế thì tôi nhấn đi nhấn lại cho các vị là cái nguyên tắc điều trị ngoại khoa chúng ta nhớ, nguyên tắc quan trọng nhất không phải chúng ta đi cách nào vào để cắt tuyến đức, mà quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào thì làm, nhưng mà chúng ta phải cắt được toàn bộ tuyến đức. Đương nhiên là nếu có u phải cắt cả u, đúng không ạ? Và các tổ chức mỡ quanh tuyến đức để chúng ta đề phòng các trường hợp có tuyến đức lạc chỗ, nó nằm ở trong cái mỡ đó thì mới hy vọng là có thể đỡ bệnh hoặc khỏi bệnh trong một số trường hợp được. Vậy thì nguyên tắc cơ bản chúng ta làm đi đường nào không quan trọng, mà chúng ta phải cắt được toàn bộ tuyến đức và u cộng với tổ chức mỡ xung quanh. Đấy là cái rất quan trọng. Thế vì mình chỉ định chung ấy thì có mấy cái chỉ định thôi, chúng ta rất đơn giản, ta dễ nhớ thôi. Thứ nhất là nhược cơ có tuyến đức, u tuyến đức thì chỉ định luôn, không có bàn cãi gì cả. Cứ nhược cơ u tuyến đức chúng ta mổ, đúng không ạ? Thứ hai là nhược cơ toàn thể. Đó. Và chúng ta xét nghiệm, cái này thì chúng ta chưa làm được, ít nữa chúng ta làm được thì rất là tốt, vì trên thế giới người ta nghiên cứu rồi, nếu mà xét nghiệm mà có kháng thể kháng acetylcholine thì cái hiệu quả điều trị ngoại khoa nó tốt hơn. Chính vì vậy trên đối tốt nhất đối với nhóm nhược cơ có u tuyến đức, đứng thứ hai là nhóm nhược cơ có kháng thể kháng acetylcholine dương tính, và nhóm thứ ba là nhóm không có kháng thể này thì kết quả phẫu thuật rất là hạn chế, rất là ít, không đáng kể. Thành ra là chỉ định số 1 nó là u, và chỉ số 2 là có kháng thể này, và chỉ định số 3 là cái kháng thể này không rõ, không thấy âm tính ý, thì chỉ định này tùy trường hợp. Bản cãi điều trị nội mãi không được thì tuyến đức nơi phì đại chúng ta cắt thì cắt, nhưng mà nó không phải là cái giải pháp tốt để điều trị chắc chắn để điều trị cái nhược cơ. Điểm tiếp theo tôi muốn nói là cái thời điểm phẫu thuật, đôi thời điểm nào đối với u ta không bàn cãi nữa, u là mổ, đúng không ạ? Còn đối với thể không có u làm nào? Thế thì không có u thì nói chung các tác giả trên thế giới khuyến cáo là thời điểm mổ hợp lý nhất là khi triệu chứng chúng ta đã được kiểm soát. Câu hỏi của anh Khánh vừa hỏi đấy, đúng không ạ? Câu hỏi nếu mà bệnh nhân không thở máy thì có thể thì như vậy đã được kiểm soát bằng thuốc, ví dụ như là mestinol, hoặc là chúng ta đang làm sao mà giảm được cái liều thuốc chúng ta đang sử dụng, và cái điều bệnh nhân đã được kiểm soát bằng thuốc này trong vòng từ 2 đến 4 tuần trở ra thì chúng ta hãy xét phẫu thuật, đó là cái hợp lý nhất. Tuy nhiên tùy tình huống cụ thể. Thứ hai là sau khi chẩn đoán nhược cơ ấy, thì dù thể nào thì thể, nếu chúng ta muốn phẫu thuật thì chúng ta nên phẫu thuật trong vòng 3 năm đầu sau khi chẩn đoán nhược cơ, thì cái cơ may đỡ bệnh nó cao hơn những cái nhóm mổ muộn hơn. Đấy là tổng kết chung của thế giới. Thế này thứ ba nữa là gì, nếu có triệu chứng nhược cơ và siêu hấp nặng trước mổ thì chúng ta có thể cho một cái liệu trình điều trị miễn dịch mạnh tay bằng đường tĩnh mạch hoặc là lọc máu, lọc huyết tương trước khi mổ, cái đó nó hiệu quả, cái hiệu quả điều trị cao hơn. Đấy, hay thành ra là nếu mà thì câu hỏi của thầy Khánh, anh của bác sĩ Khánh nãy là nằm ở hồi sức thì nên chúng ta nên điều trị một lộ trình rồi mổ thì cái hiệu quả nó cao hơn, dù thở máy hay không thở máy nhưng mà nên điều trị nó cao hơn, đúng không? Với tuổi phẫu thuật ấy, thì là u tuyến đức thì mọi lứa tuổi mà mổ đương nhiên rồi, nhưng mà nếu không có u thì tuổi mổ tốt nhất là người ta mổ với tầm tuổi từ 15 đến 60, sớm hơn thì liệu hỏi ông nãy đấy, từ 5 đến 15 tuổi thì chỉ mổ khi là không đáp ứng điều trị với tất cả các phương pháp khác, tức là hạn chế mổ, đúng không? Và đối với người mà trên 60 tuổi thì hạn chế phẫu thuật, chỉ định phẫu thuật, vì phẫu thuật lúc ấy nó chả có tác dụng mấy. Thế thành ra là đối với nhược cơ chỉ định chung là như vậy. Về cái phẫu thuật cắt tuyến đức điều trị nhược cơ thì tôi chỉ nhắc lại một giải phẫu một chút thôi. Tôi thấy cái tuyến đức là cái vàng vàng ở giữa đây, phải không ạ? Đây, cái tuyến đức đây. Cái này không nhìn thấy, phải không? Đây. Tuyến đức đây, phải không? Tuyến đức nằm phía sau trên xương ức, phía trước màng tim, đây màng tim đây, phía trước phần quai động mạch chủ, đây tĩnh mạch, đây tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch cảnh trong, đây tuyến đức, đây là tim, đằng sau nó là quai động mạch chủ, động mạch phổi, thứ đây hai bên hai phổi. Thế thì ở phía sau nó tiếp giáp với tĩnh mạch vô danh, đây là cái đặc điểm giải phẫu. Ngay phía sau tiếp giáp được cực trên tuyến đức của tĩnh mạch vô danh nó nằm ngay đây. Đấy. Thế và
động mạch chủ lên rồi động mạch phổi nằm ở trong màng tim. Thế còn những trường hợp tĩnh mạch vô danh thì nó liên quan đến tất cả các loại phẫu thuật cắt u tuyến nước, nhưng mà động mạch chủ, động mạch phổi nó chỉ liên quan trong những trường hợp mà bị ung thư xâm lấn thôi. Đó. Hai bên có tiếp giáp màng phổi và hai phổi, đương nhiên là mổ cắt tuyến nước thì chuyện thủng màng phổi chuyện bình thường. Đó. Cái tĩnh mạch tuyến nước thì đổ về tĩnh mạch vô danh, đây là một cái lưu ý, vì cái tĩnh mạch tuyến nước đổ về tĩnh mạch vô danh cho nên là khi chúng ta xử lý tĩnh mạch tuyến nước thì rất nguy cơ là dễ chơi vào tĩnh mạch vô danh. Và nếu vào tĩnh mạch vô danh thì anh Khánh hôm trước đi hội nghị phải quay về làm ca chết chết, phải không ạ? Chơi tĩnh mạch vô danh thì nó chảy máu khủng khiếp, và nếu không phải dân mạch máu, không có kinh nghiệm hoặc là đi đường mổ hợp lý thì không xử lý được, chảy trong vòng mấy phút nó chảy vài lít máu thì rất kinh khủng. Đấy là cái chúng ta phải lưu ý vào giải phẫu. Và xung quanh cái cực dưới, tức là xung quanh cái vùng này ạ, thì rất nhiều cái tổ chức mỡ nó bám ở màng tim, mặt trước màng tim này, và chính cái mỡ đó chúng ta phải lấy bỏ đi trong quá trình cắt toàn bộ tuyến nước. Đấy là cái điểm lưu ý về mặt giải phẫu. Về chúng ta nói về các cái phẫu thuật, vậy thì nguyên tắc cơ bản là phải cắt toàn bộ tuyến nước và u cộng với tổ chức mỡ xung quanh, chúng ta nhắc lại cái đó. Thế còn cái cách tiếp cận nó thì rất đa dạng, và chúng tôi giới thiệu tổng quan về các cái cách tiếp cận của tuyến nước. Chúng ta thấy rằng là các cái có thể tiếp cận từ cái đường mở ngang, mở dọc xương ức, rồi qua đường xương ức, qua cái hõm cổ, qua đường mũi ức, vân vân, đường mở ngực, đường nội soi, vân vân, tất cả các cái đường vào có thể tiếp cận khác nhau. Vậy ta thấy rằng là qua cái hình này, ta thấy rằng là vậy thì hóa ra là có rất nhiều cách tiếp cận, vấn đề chỉ khác nhau cách tiếp cận thôi. Thế làm sao làm cắt được tuyến nước hoàn toàn, đó là thuận lợi nhất. Thì tôi thích thuận tay trái thì tôi mổ tay trái, anh thích thuận tay phải mổ tay phải, nhưng mục tiêu của tôi đều phải là cắt toàn bộ tuyến nước. Đó là cái rất quan trọng trong cái vấn đề điều trị. Thế thì các phương pháp tiếp cận nó thì có một phương pháp, thứ nhất chúng ta là phương pháp kinh điển nhất, gọi là phương pháp tiêu chuẩn vàng để so sánh phương pháp khác, đó là phương pháp mở kinh điển dọc giữa xương ức, mở rất rộng, cái phẫu trường chúng ta nhìn thấy là toàn bộ cái vùng trong ô vuông này, và khi đó chúng ta sẽ cắt rất dễ dàng toàn bộ cái tuyến nước vó u và gì ạ, và tổ chức mỡ xung quanh, vô cùng dễ dàng và đảm bảo chắc chắn về mặt phẫu thuật. Đó. Tuy nhiên là cái đường mổ này, đây là chúng ta mở ra tuyến nước đấy, xương ức đây, khi mổ ra đây ạ, tuyến nước đây, chúng ta thấy cái đường cưa xương ức, cưa dọc này, cưa dọc xương ức thế này, cưa đôi ra, chúng ta banh ra này. Đó. Thế thì cái đường mổ này thì có một cái nhược điểm là nó tất nhiên là đau, rồi nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng xương ức thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, đúng không ạ? Rồi thẩm mỹ, sẹo xấu giữa ngực, đeo dây chuyền thì không được, nhất là phụ nữ. Rồi cái hậu phẫu đương nhiên là nó chăm sóc vất vả nặng nề hơn là cái đường vào khác nhỏ hơn. Đấy là cái phẫu thuật này. Tuy nhiên đây là cái tiêu chuẩn vàng, tức là tất cả các phẫu thuật khác luôn luôn lấy cái phẫu thuật với mở xương ức này là cái tiêu chuẩn vàng để so sánh cái kết quả khi mà anh sử dụng các đường vào khác. Cái thứ hai, vì cái xương ức nó có nhiều bất lợi, một số cái bất lợi như vậy, cho nên các tác giả trên thế giới đã tìm cách làm sao cắt bán phần xương ức thôi, cắt một nửa đấy, đủ chỗ để cắt cái tuyến nước, là một cái mỡ rồi còn chỗ khác không cần cắt, thì để cắt bán phần tuyến nước là cũng là cái đường giữa này, nhưng mà người ta cắt nửa trên thôi, sẽ bộc lộ cái tuyến nước ra, cái xương ức ra và phẫu thuật nó, cái phẫu thuật như vậy chỉ cắt một chỗ trên tuyến nước này, thấy cái sẹo nhỏ hơn và cái đường vào nhỏ hơn, đúng không ạ? Cái nhóm tiếp theo là người ta dùng phẫu thuật mở ngực trước bên bằng mổ mở, nhưng mà không mở xương ức mà mở ngực trước bên, đi một cái đường mổ tương đối rộng, đúng không ạ? Đấy, đây là phía bên trái chẳng hạn, dưới vú của phụ nữ này tương đối rộng, sau đó thì hoặc là bên phải bên trái, sau đó vào dùng cái dụng cụ nó gọi finoscheto bộc lộ ra tuyến nước ra và cắt. Thế nếu mà to quá thì chúng ta đi hai bên. Đấy, ngày xưa có nhiều tác giả đi hai bên mở ngực trước bên, hai bên để cắt tuyến nước, đấy là những cái biện pháp tư thế bệnh nhân. Thế một biện pháp nữa gần đây, trong vòng khoảng 15 năm gần đây làm, tức là phẫu thuật nội soi, cách đây 15 năm thì phẫu thuật nội soi lồng ngực đa cổng, tức là nhiều lối vào, nhiều lỗ, thế có rất nhiều lỗ chọc vào ngực bệnh nhân, gọi phẫu thuật đa cổng, gọi là multi portal, đi một bên ngực để cắt hoặc là hai bên ngực, thường là bên ngực thôi để cắt. Và cái này, phẫu thuật này thì là cái phẫu thuật ít xâm lấn, tiếp cận tuyến nước tương đối tốt, có tính thẩm mỹ và ít đau, đúng không ạ? Tuy nhiên nó có những cái hạn chế là đòi hỏi cái trang thiết bị nội soi, phẫu thuật nội soi hiện đại này, rồi khi mà đi bên này thì tiếp cận cái bên đối diện nó khó. Đấy, nó bên kia nó bao giờ nó cũng khó hơn, đòi hỏi cái tay nghề. Cũng hội nghị hô hấp này, cái đây tôi nhớ cái đây khoảng hội nghị thứ nhất thứ hai là có tác giả tranh luận nhau về những cái chuyện một bên này hai bên thế này rồi, đúng không ạ? Nó khó đấy, không phải dễ đâu. Thế và tiếp cận khó, và trường hợp có u to thì rất khó làm nếu với cái tiếp cận một bên thế này. Đấy là những cái trường hợp, những cái hạn chế của cái đường mổ này. Một cách tiếp cận nữa, tức là cũng phẫu thuật nội soi lồng ngực, nhưng mà đi một lỗ thôi, dẹp một cái lỗ thôi, tương đối to, khoảng 4 phân, 5 phân gì đấy. Nó dùng cái bọc vết mổ rồi cho dụng cụ ở đấy làm một lỗ thôi, có thể đi một bên hoặc hai bên. Anh Khánh có cái đề tài phẫu thuật lồng ngực nội soi một lỗ hai bên ngực để cắt, vì hai bên, vì cắt như vậy hai tuyến nước nó dễ hơn, cắt hoàn toàn nó dễ hơn. Thế thì chúng ta có thể là dùng cái nội soi này, chúng ta cắt như cách tiếp cận cũng là nội soi nhưng mà qua cái phẫu thuật kiểu này,
một bên hoặc hai bên ngực. Thế thì hạn chế đường rạch ra, lấy tuyến đức ra dễ dàng hơn khi có u, tức là khi có u rồi, u nó to, nếu chúng ta nội soi thì không được, nội soi rồi rất là nghịch lý là chúng ta nội soi vào nhiều lỗ, nhưng cuối cùng cắt cái u xong để lấy cái u ra lại phải rạch một lỗ ở ngực to to để lôi cái u ra ngoài. Đấy, như thế nó lại dở thế. Thành ra đối với phương pháp này chúng ta không cần rạch, nó có lỗ sẵn rồi, chúng ta lôi ra thôi. Tuy nhiên thao tác hơi khó vì tất cả dụng cụ đều đưa qua một cái lỗ này, và cũng là hạn chế can thiệp bên đối diện, cho nên có một số tác giả đi hai bên là vì thế. Và tư thế tương đối khó, cái can thiệp của hai bên nó hơi khó, nằm ngửa này thì cái phẫu trường bệnh nhân, phẫu thuật viên cứ phải cúi, hay là khó, rất khó vì khi bệnh nhân nằm ngửa không nghiêng được sang bên nào cả, nên là nó sẽ rất khó trong quá trình là sắp đặt tư thế cho người bệnh. Thế đây là các cái hình ảnh minh họa. Tiếp theo nữa là cái phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ qua dưới mỡ ức. Đó, người ta đi có một lỗ thôi, dưới qua dưới mỡ ức, rạch cái mỡ ức xuất ra, thế và đi từ đó đi sang hai bên dùng nội soi qua đó. Thế thì cái phẫu thuật này hơn cái thằng trước là nó ít đường rạch ra hơn, có một lỗ thôi, thẩm mỹ hơn, nó thấp, cái sẹo nằm ở rốn này che dễ hơn, ít đau hơn, rồi can thiệp hai bên thì có vẻ dễ hơn cái thằng nội soi một lỗ một bên ngực kia. Tuy nhiên là cực trên nó có vấn đề rất khó thăm dò vì tít trên cao trên cổ này, đưa cái nội soi rất là khó, vị trí hơi khó, và khi có u thì rất khó thao tác để cắt u. Đấy là cái trường hợp nội soi một lỗ, nó có cái hạn chế còn đó. Thế rồi nội soi phẫu thuật là một lỗ qua họ mức. Thì họ mức chủ yếu trước đây người ta dùng để nội soi trung thất. Nhưng có một số tác giả, một vài tác giả trên thế giới, Thượng Hải một số nơi, một vài tác giả thì lại làm dùng cái đường này để cắt tuyến đức. Thì tuy nhiên là cái đường này cũng giống như đường mũi ức, thì đường rạch ra nhỏ, thẩm mỹ ít đau, can thiệp hai bên thì dễ, tuy nhiên là rất khó thăm dò cực dưới, lấy mỡ rất là khó, vị trí thao tác rất là vướng, cái cổ thấy là cái cổ bệnh nhân ưỡn thế này. Có một số trường hợp bệnh nhân sau mổ là bị di chứng, bị giãn thần kinh rồi các thứ đau cổ vĩnh viễn ấy, thành ra là được cái hạn chế bây giờ hầu như người ta không đi cái đường này mấy nữa. Cái cổ ưỡn rất sâu thì mới bộc lộ được vào tuyến đức như thế này, đấy là cái nội soi tuyến đức. Cái này thì trước đây thì tôi đã đi xem một vài nơi làm mà tôi không ủng hộ làm chủ trương. Rồi gần đây nhất là cái phẫu thuật bằng robot. Robot bản chất nó là phẫu thuật soi lồng ngực đa cổng thôi, cũng là đa cổng giống hệt cái đa cổng. Nó nhìn hình thấy rằng nó là đục rất nhiều lỗ đục vào trong ngực này, giống như phẫu thuật nội soi đa cổng. Nhưng mà thay vì mình nhìn qua cái này mình mổ bằng nội soi thì đây là mình ngồi một góc điều chỉnh cái này, và các cái cần này là những cái tay của phẫu thuật viên coi như cái ngón tay điều khiển cuộc mổ đấy thôi. Thế thì thực bản chất nó là phẫu thuật nội soi đa cổng bằng robot, có thể nhìn hình ảnh nó rõ hơn, nó nét hơn vì cái độ phân giải mọi thứ nó đẹp hơn, nó gần hơn, tuy nhiên là vẫn là giống như vậy thôi. Và chính vì chúng ta nhìn rõ hơn cho nên là một số cái trường hợp các ngóc ngách ấy, chúng ta có thể vào tốt hơn. Thứ hai là bằng chúng ta dùng cái máy dụng cụ bằng điều khiển bằng máy, cho nên có những cái chỗ nếu chúng ta mổ nội soi bình thường cái ngón cái tay chúng ta không thể quay góc ấy được, thì thằng nội soi này nó bằng máy nó có thể nó quay góc tay ở đấy được. Đấy là những cái ưu điểm hơn một chút so với cái mổ. Nhưng mà trang thiết bị thì vô cùng đắt tiền, Da Vinci đắt lắm, ở Việt Đức, ở cả Việt Nam mình có 4 bệnh viện có thôi. Đào tạo kíp mổ thì phải mất công, tốn tiền, cũng chả khó lắm đâu nhưng mà tốn tiền đi đào tạo lắm. Và thẩm mỹ thì thực sự là không hơn gì cái phẫu thuật nội soi đa cổng cả. Đấy là cái mổ robot, đúng không ạ? Mổ robot. Thế thì vì hiệu quả chung phẫu thuật nội soi là gì? Đó, chúng ta phải hiểu phẫu thuật chỉ là một công đoạn trong cái chu trình điều trị nhược cơ thôi, chứ không phải là biện pháp tuyệt đối điều trị nhược cơ. Cho nên là mục đích của nó chỉ là giảm bớt triệu chứng của bệnh. Hiệu quả thì người ta tổng kết thấy rằng rõ ràng ở nhóm có u hoặc có kháng thể kháng acetylcholine, còn nhóm không có kháng thể rất ít hiệu quả. Khoảng 20% bệnh nhân sau khi mổ xong sẽ một năm thì sẽ đỡ bệnh hoặc khỏi bệnh, lùi bệnh. Một số 20% nhé, 10 người có 2 người đỡ hoặc lùi bệnh sau một năm. Và 10 người thì có 5 người đỡ hoặc lùi bệnh sau mổ 7 đến 10 năm. Mới đỡ hoặc lùi bệnh, 10 người có 5 người đấy không phải tất cả, đúng không ạ? Cho nên là vấn đề là chúng ta phải một cái là, và chúng ta bảo là bệnh đỡ là đỡ cái gì, giảm cái gì? Thứ nhất là có nhiều cái giảm được coi như là đỡ, nhất là giảm liều thuốc điều trị. Thứ hai là giảm biểu hiện triệu chứng. Đó. Thứ ba là giảm tần suất xuất hiện các triệu chứng nặng, ví dụ cứ 3 tháng một cơn thì bây giờ nó giảm đi 1 năm một cơn, 2 năm một cơn, thế là đỡ. Và giảm cái điểm lượng giá nhược cơ, nó có cái bảng điểm lượng giá nhược cơ, có thể liệu nói sơ sơ qua đấy, thì nó giảm cái bảng điểm đó trên đánh giá chung, thì cái đấy người ta gọi là giảm hoặc đỡ bệnh. Thế thì có một số nghiên cứu tôi đã có giới thiệu cho bạn thấy là chúng tôi là sử dụng trên các nghiên cứu của nước ngoài, người ta nói về những cái này rất nhiều. Nghiên cứu của năm 2016 có 126 bệnh nhân có kháng thể kháng acetylcholine, tuổi từ 16 đến 65, tuổi trung bình 33, mổ trong vòng 5 năm, chia ra hai nhóm, một nhóm nhất chỉ điều trị pezolong đơn độc kết hợp với pezolong cộng với PT, không biết là cái gì tự nhiên quên mất chữ ấy. Và kết quả thấy rằng tỷ lệ giảm triệu chứng, giảm đợt cấp, giảm liều điều trị, tất cả các thứ giảm thang điểm nhược cơ ở cái nhóm có điều trị phối hợp, tức là điều trị thuốc kết hợp với phẫu thuật. Còn nếu điều trị thuốc không thì hiệu quả nó không bằng là có phẫu thuật. Đấy. Thế thứ hai là nghiên cứu của Taioli và cộng sự, nghiên cứu so sánh giữa điều trị nội khoa đơn thuần và nhóm kết hợp điều trị nội với phẫu thuật cắt tuyến đức ở bệnh nhân không có u tuyến đức, không có tuyến đức nhé. Nghiên cứu gồm
10.140 bệnh nhân, trong đó có 5.275 bệnh nhân được cắt tuyến ức và 4.865 bệnh nhân điều trị nội khoa đơn thuần. Kết quả là phẫu thuật cắt tuyến ức kết hợp điều trị nội đem lại nhiều lợi ích hơn so với chỉ điều trị nội đơn thuần. Đây là nghiên cứu rất số lượng rất là lớn. Và nghiên cứu nữa cũng rất là hay, nghiên cứu của bệnh viện của Việt Nam gần đây 103 là cái bệnh viện có nhiều cái đề tài về cái này. Đấy, chứ còn ở Việt Đức chúng tôi thì gần đây có khoảng 5 đến 7 cái báo cáo, nhưng mà nó báo cáo lẫn ở trong các cái báo cáo về u tuyến ức nói chung hoặc là u trung thất. Còn đây là 103 họ tách hẳn là cái nhóm. Gần đây nhất cái báo cáo 2013 thì thấy rằng khoảng 31% bệnh nhân hết hoặc giảm triệu chứng, 46% giảm triệu chứng sau phẫu thuật cắt tuyến ức. Cái con số này hơi cao so với thế giới, nhưng thôi dù sao cũng thể hiện một điều là không phải tất cả, đúng không ạ? Thế thì hiệu quả cắt theo cách tiếp cận liệu có hiệu quả không? Phẫu thuật cắt tuyến ức có hiệu quả theo cái đường vào không, cách tiếp cận không? Đúng không ạ? Đấy. Nó thấy rằng là không có, tất cả nghiên cứu đều khẳng định là không có sự khác biệt rõ giữa các phương pháp tiếp cận nếu đảm bảo tiêu chí phẫu thuật là cắt toàn bộ tuyến ức và mỡ. Nếu đảm bảo được cái đấy thì chẳng có sự khác biệt gì các phương pháp cả. Và không hề có cách tiếp cận tốt nhất hay lý tưởng nhất cho cái phẫu thuật cắt u tuyến ức. Trong đó người ta lưu ý gần đây, người ta lưu ý đến một số yếu tố có thể khuyến khích các phẫu thuật viên lựa chọn, đó là thẩm mỹ, giảm đau, giảm độ nặng của hậu phẫu. Đó là những ưu thế của phẫu thuật ít xâm lấn người ta đang lưu ý gần đây hơn. Các phẫu thuật mở kinh điển vẫn có giá trị trong những tình huống nặng, từng có u phức tạp và có liên quan giữa đường cong đào tạo learning curve với hiệu quả phẫu thuật. Cái này tất cả các nghiên cứu đều thấy, tức là được đào tạo tốt thì cái hiệu quả phẫu thuật nó tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong phẫu thuật ít xâm lấn, đó là cái của ai cũng thấy. Kết quả của bệnh viện Đức thì gần đây chúng tôi mổ, tức là sau khi năm 2000-2001 đến giờ, 2010-2011 đến giờ, thì sau khi là bệnh nhân tăng lên và nhu cầu người bệnh lớn thì chúng tôi quay lại mổ cái này. Trước đây mổ xong có một thời kỳ nhường cho 2003 vì đông bệnh nhân quá, mổ cái này rất là dở vì họ ngậm máy thở rất là lâu, nên chúng tôi có một thời kỳ giảm đi, sau đó thì mổ lại và hiện tại trung bình khoảng 20-25 trường hợp một năm. Đó. Chẩn đoán thì chủ yếu dựa lâm sàng và điện cơ như lúc nãy rồi. Trên 90% chúng tôi áp dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực, chỉ mổ mở khi có u trung thất rất là to. Cái gần hết triệu chứng ấy, tức là đỡ gần như khỏi thì khoảng 25-30% theo dõi. Bởi vì lớn tôi mổ là có u, cho nên cái hiệu quả nó có phần cao hơn những cái tổng kết của thế giới một chút. Thứ hai, đỡ bệnh khoảng 35-40%, phần lớn là có u, còn như, không? Nhưng có u kết quả tốt hơn không u, và không u tôi mổ ít lắm, chỉ ở phi đại tuyến ức có một số trường hợp mới mổ thôi, chỉ định rất kỹ, còn chủ yếu tập trung vào nhóm có u. Và không có trường hợp nào bị nặng hơn hoặc là tử vong. Duy trì như trước mổ thì có vài trường hợp vẫn phải lọc máu, nhưng mà nặng hơn là tử vong được không. Lọc huyết tương rất là tốt cho những bệnh nhân được cấp, cho bệnh nhân nặng. Và trước khi mổ thì liệu nó nói cần giải thích hết sức kỹ cho bệnh nhân và gia đình về cái hiệu quả điều trị phẫu thuật. Nó chỉ tương đối thế thôi chứ không phải là chúng ta chữa là khỏi đâu. Thành ra chúng ta phải nói rất kỹ chứ không có bệnh nhân nó bắt đền, mổ xong trả đỡ nó bắt đền. Đó. Thì phẫu thuật nội soi lồng ngực thì là một cái điểm lưu ý là đối với anh nào mới mổ hết sức lưu ý là nguy cơ tổn thương tĩnh mạch vô danh. Mà tổn thương vô danh rồi thì rất là nguy hiểm trong vấn đề kiểm soát nó, không quen, thậm chí nếu trường hợp của nó cần thì mở xương ức ra để kiểm soát thì dễ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chính vì sợ nó cho nên là có, không phải tất cả anh nào cũng nói phép là lấy hết thì chắc là lấy hết đâu, vì sợ nó ra tránh nó ra, cứ đến đấy là không đi là không lấy nữa, bỏ nó lại. Chính vì thế đấy là cái vấn đề không phải là dễ đối với nước nó. Chỉ có anh nào mà có kit tim mạch ở bên cạnh người ta hỗ trợ mà sẵn sàng làm ấy, thì mới dám động một cái vùng đó, không nó rách ra là chết ấy. Nhất là mổ nội soi, đúng không ạ? Đây Khánh là mổ nội soi khá nhiều, là đi học mổ tim với tôi như Đức mãi rồi mà. Có những hôm còn như khóc dở với dở trên bàn vì rách của nó rất là kinh, nhưng mà không đâu. Đấy là cái lưu ý những cái điểm đó. Đây là một số cái hình ảnh mổ các bạn xem rồi. Mổ nội soi rồi, cái đường mổ ngực hai bên rồi, một bên. Đây là một số tài liệu tham khảo nước ngoài trong cái phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị. Xin cảm ơn Phó Tiến sĩ Ước. Bây giờ mời các thầy cô, có ai có ý kiến, nếu có câu hỏi thì cho thầy Ước ạ.